Rồi, xin chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì vườn của bạn Nam ha, là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống tại vườn ha, bán giá xả cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cô chú anh chị mình mua về lấy giống cũng như thể chờ Tết 2023. Rồi, rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Không nào mất thời gian bây giờ gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu ạ. Rồi bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào quý cô chú anh chị gần xa nha. Rồi giống như coi cũng giao lưu tiếp với cô chú anh chị một lô mai nha ha. Thì mã số tiếp theo ha là mã số 13K nha cô chú anh chị. Rồi 13K. Rồi 13K là một cái cúc họ Hương nha. Rồi. Rồi hoành thân của cây là được 17 nha cô chú anh chị. Rồi ép hai bo lớn ha. Đúng rồi. Rồi chiều cao của cây ha là được 54. Tán ngang là được 70. Rồi cây cúc họ Hương này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300.000 ha. 300.000 là mã số 13K. Rồi, đổi cây nha. Rồi. 14K. Rồi, tiếp theo là mã số 14K là một cây cúc hoa hồng nè cô chú anh chị. Rồi. Cái này ghép được quỳnh cũ của cây này ha. Được 11 ha. Ố quỳnh thân là 11. Quỳnh cũ là 20. Rồi, cúc hoa hồng thanh tú ghép già mùa. Chiều cao 48. Tán ngang 59. Rồi. Rồi, cây cúc họ Hương này cũng xin giao lưu cúc hoa hồng. Ố cúc hoa hồng nhé. Cúc hoa hồng cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 400.000 ha. Rồi, đổi cây. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 15K. Rồi, tiếp theo mã số 15K là một cây cúc gia đình nha cô chú anh chị, cũ đế rất đẹp ha. Ghép được một bó lớn hay già mùa ha. Quỳnh thân là được 9. Rồi, lên đọt đỏ dạ luôn cô chú anh chị mình. Chiều cao 46. Tán ngang 34. Rồi. Rồi, cây này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 180.000 ha. Rồi, 180.000 ha. Rồi, đổi cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 16K. Rồi, là một cây cúc không nhụy ha và cây nhánh bạch mai nha cô chú anh chị, một cây hai giống ha. Bạch mai đọt hồng và cúc không nhụy của chú anh chị mình ha. Ghép được 3 bo, 4 bo của chú anh chị ha, 3 bo bạch mai và một bo không nhụy. Rồi. Rồi. Số luôn ha. Quỳnh thân là được 11. Rồi. Chiều cao 55. Tán ngang là 42. Rồi. Rồi cây này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 250 ha. Rồi, 250. Mình đổi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 17K là một cây cúc họ Hương cô chú anh chị. Rồi, cây này ghép được 2 bo ha. Đế thân đế quái luôn cô chú anh chị ha. Rồi, đã không số luôn nha bạn. Rồi. Quỳnh thân là được 11. Rồi. Chiều cao 59. Tán ngang 35. Rồi. Rồi cây cúc họ Hương này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 170.000 thôi ha. Rồi 170.000 bao phí nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã số 18. 18K. 18K là một cây cúc phượng hoàng ha cô anh chị. Cúc phượng hoàng này mà coi rất là đẹp luôn ha. Ghép được 2 bo cô chú anh chị ha, tàn dễ thương nè. Rồi, quỳnh thân là được 11. Rồi, quỳnh 11 ha. Chiều cao 52. Tán ngang 38. Rồi. Rồi, cái cúc phượng hoàng này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200.000 ha. Rồi, 200.000 bao phí nha bạn. Rồi, đúng rồi. Rồi, đổi cây luôn nha. Rồi, mã số 19K. Rồi, 19K là một cây cúc VIP ha. Có hay, cái cụ hay gọi là cúc ti kỷ ha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Cái cụ bóng bằng do. Rồi, quỳnh thân 15. Quỳnh cũ 20. Rồi. Chiều cao 77. Ngang 25. Rồi. Rồi, cây cúc VIP mã số 19K cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200 ha. Rồi, 200.000 ha, mình đổi cây luôn nha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã số 20K. Rồi, 20K là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này tàn cũng khá ha. Ghép được 2 bo lớn của chú anh chị mình nha. Rồi, quỳnh thân 18. Rồi. Cụ đế nở ha, 25. Rồi. Chiều cao 47. Tán ngang là 67. Rồi. Rồi, cái cúc họ Hương cũng giao lưu cô chú anh chị mình 350 ha. Rồi, 350 ha. Rồi, em xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 21K. Rồi, đài lộc các bạn ha. 21K là cây đài lộc. Rồi, ghép được 1 bo của chú anh chị ha. Cái này dễ thương ha. Quỳnh thân là 16. Rồi. Cụ đế là 28. Rồi. Chiều cao là được 48. Rồi. Rồi cái này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá chỉ là 200.000 thôi. Rồi, 200.000 bao phí ha. Rồi, là mã số 21K. Đổi cây. Rồi, tiếp theo mã số 22K. Rồi, 22K. Một cái cúc vạn thọ luôn, đế quái luôn cô chú anh chị mình đây. Rồi, đế kìa. Dàn đế nè. Quá trời cái dàn đế nha cô chú anh chị. Rồi, quỳnh thân là 16 nha. Rồi, quỳnh 16. Chiều cao là được 52. Tán ngang 54. Rồi cái cúc quẹn họ này ha, cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ là 300.000 thôi. Rồi 300.000 ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 17K.
20. Ủa? 22. Rồi mã số 23K anh nhầm ha. 23K là một cái cúc họ hương luôn cô chú anh chị ơi. Ghép được một pho cô chú anh chị ha. À, cây cũng đang phát triển nè cô chú anh chị, nó đang đi đọt nè cô chú anh chị ha. Đó. Rồi, gốc thì khá to cô chú anh chị ha. Đó. Rồi, rồi. Quanh thân của cây là được gốc khá lớn nha. Quanh thân là được 21. Rồi. Đế trọng ở dưới là 37. Rồi. Chiều cao 46. Rồi. Cây này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình, giá là chỉ 250.000 thôi ha. Hàng này thì về cho cô chú anh chị mình nuôi lại, mình chơi Tết là chuẩn ha. Thì em cũng mới vừa con lại cô chú anh chị. Rồi, đợi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 24. Rồi, 24K. 24K là một cây bạch mai ha cô chú anh chị. Rồi, cây này ghép được 3 bo lớn, 3 bo cô chú anh chị ha. 1 bo lớn chẳng và 2 bo tung tung. Rồi, thông số luôn bạn ơi. Rồi, bạch mai miếng điện ha, bông 8 tới 12 cánh. Vành thân 15. Chiều cao 59. Rồi. Tán ngang 78. Rồi cái bạch mai mã số 24K em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá chỉ là 350.000 thôi. Giá rẻ cho cô chú anh chị mình về chơi Tết luôn ha. Rồi, mình đổi cây nha. Thì cây mã số 24K cũng là một cây quý lý của em luôn ha. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em trong cái clip trước ha. Trong quá trình quay clip có gì sơ suất mong cô chú anh chị bỏ qua giúp em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 nha cô chú anh chị. Rồi, dạ. Em xin chào cô chú anh chị ạ. Và em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn nào cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ ạ. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại ạ.